Kính chào toàn thể quý Phật tử, chư quý đồng đạo và quý vị. Thư viện Phật giáo Hòa Hảo đã thực hiện hơn 50 tác phẩm. Từ nguồn gốc và lịch sử Bửu Sơn Kỳ Hương cho đến Phật giáo Hòa Hảo. Theo thể văn xuôi, nhiều nghệ sĩ diễn đọc. Kính mời quý Phật tử, quý vị và quý đạo hữu vào trang mạng Thư viện Phật giáo Hòa Hảo YouTube xem, nghe và tải file MP3 hoặc nhận thẻ nhớ 16GB đầy đủ những tác phẩm nói trên. Xin liên lạc cô Hồng số điện thoại 0389828070. Nam mô A Di Đà Phật. Bố thí, phạn ngữ là đa na, phiên âm là đàn na, dịch là bố thí, vốn là một trong lục độ sáu pháp ba la mật của chư Bồ Tát thường hành. Bố là bủa ra, rải ra, thí là cấp cho. Vậy bố thí là đem cái sở hữu của mình giúp cho kẻ khác, Đức Thầy từng kêu gọi. Nếu đã xả thân tầm đạo đức, mở lòng bố thí ngộ thần ca. Bố thí có ba cách. Một, tài thí, là đem những gì thuộc về mình như tiền giải, lúa gạo, thuốc men, ban cấp cho kẻ nghèo đói bệnh tật, hoặc góp công của vào các việc từ thiện khác, vân vân. Đức Thầy hằng dạy: khá thương những kẻ bần cùng, tâm lành dư của hãy dùng vào đây. Hai, pháp thí, là dùng lời lẽ, trí huệ giảng dạy đạo lý hoặc ấn tống kinh giảng để người khác được xem nghe, tỉnh ngộ tu hành. Đức Thầy dạy: đi các nơi giảng giải đạo Phật cho đại chúng nghe, hoặc giả mở trường dạy đạo Phật. Và về kinh giảng, Ngài cũng dạy rõ: hãy hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành. Và câu: ai lòng nhân hoặc chép hay in, mà truyền bá đặng nhiều phước đức. Ba, vô quý thí, là phương tiện giúp cho người khỏi cơn sợ hãi bằng cách dùng lời lẽ an ủi hoặc đem tánh mạng đỡ gạt hay bảo vệ cho người được an ổn. Bố thí lại còn chia làm hai phần. Một là sự tướng bố thí, cũng gọi là trụ tướng bố thí, tức là lúc đem tài vật thí ra cho người mà lòng còn phân biệt người là kẻ thọ thí, ta là kẻ bố thí, khởi tâm mong cầu tiếng khen và được phúc báo. Nhưng đó làm cho bản ngã càng tăng trưởng, sự tôn ti thêm nảy sanh, khiến cho sự bất bình đẳng một ngày một chất ngất, để rồi phải hưởng cái quả sai biệt nhỏ nhen. Hai, lý tánh bố thí, cũng gọi là vô trụ tướng bố thí, tức là lúc thi hành công việc bố thí, xét vì lòng từ bi, vì bổn phận mà làm. Ngoài cảnh không chấp mắt, trong tâm chẳng nhiễm ô, không hề tham cầu phước báo, cũng không phân biệt nhân ngã, tôn ti, và chẳng trụ vào sắc thinh hương vị xuất pháp mà bố thí. Kinh Kim Cang Phật bảo: bố thí không trụ tướng thì được phước đức chẳng thể so sánh nghĩ lường được. Bất trụ tướng bố thí, kỳ phước đức bất ngã tư nghị. Đức Thầy nay cũng dạy: giúp đời đừng đợi trả ơn, miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Ly kỳ, đem con heo sống mà dưng làm gì? Theo cổ lệ từ trước, những cuộc tế thần thành hoàng bổn cảnh trong các ngôi đình, người ta làm thịt heo rồi để sống nguyên con, đem trong trước bàn thờ thần mà tế. Chẳng biết vị thần ấy có ăn được thịt sống hay không mà họ cứ nhắm mắt làm càn. Vào năm 1939, Đức Thầy có đến đình thần xã Hòa Hảo, thấy cuộc cúng tế như vậy. Khi về nhà gặp Đức Ông, thân sinh của Ngài, Ngài cười dài. Đức Ông liền hỏi: thầy Tư cười chuyện gì vậy? Ngài đáp:
ông cả xuống dưới đình mà coi. Ban hội tề đem trong con heo sống trước bàn thần rồi xúm nhau lại. Ông thần đâu có đòi ăn thịt sống mà làm như vậy. Còn các ông hội tề lại biết chừng nào cho hết tội giết heo, làm trò mỹ dối như vậy, bảo làm sao chẳng cười cho được. Vậy không nên cúng thần sao? Đức ông hỏi lại. Đức thầy đáp: Nên cúng chứ, nhưng nên biết ông thần đình là vị quan cựu thần trung quân ái quốc, được ghi vào thanh sử. Vua mới sắc phong về đây là chánh thần, mà chánh thần thì ngài đâu còn ăn thịt sống, thịt chín gì nữa. Từ nay ông cả hãy ra lệnh cúng chay đi. Nhờ lời giác tỉnh của đức thầy mà từ ấy năm 1939 đến nay, đình thần xã Hòa Hảo và các xã lân cận như Phú An, Hưng Nhơn, vân vân đều sửa đổi, bỏ hẳn tục lệ sát sanh và hát chầu. Hằng năm chỉ tế thần bằng đồ chay, nhưng phần đông các ngôi đình khác người ta còn mê tín vẫn giữ y cựu lệ. Lược giải từ câu 269 đến câu 290. Từ trước đến giờ các chùa thường dùng chè xôi bánh trái cúng Phật. Nay sắp đến ngày tận diệt, đức thầy khuyên bá gia không nên cúng như thế nữa, bởi chư Phật không hề dùng bất cứ một thức ăn nào ở thế gian. Nếu ai quan niệm rằng chư Phật còn ăn uống và cúng có lễ vật mới được chứng minh thì rất sai lầm mê tín. Chẳng ham cúng kiến chè xôi, Phật trời chẳng muốn điều tồi ấy đâu. Ngài cũng dạy chư thiện tín lìa bỏ thinh âm sắc tướng, để làm vô vi chánh đạo mới màu. Chứ ngài đâu có muốn chùa lầu sơn phết mà bá tánh lo gây rồi đổ thừa cho Phật. Đức thầy luôn noi gương đức Phật, không ham nhà cao chùa lớn, tài sắc dị danh. Dù người đời có chê là khờ dại, ngài cũng cam chịu. Trên đường tu, mỗi người phải bền tâm kiên chí, không nên chán nản trước lộ trình xa thẳm hay công phu khó nhọc. Vì rằng tuy xa mà tới mấy hồi, và hết khổ lao thì đến vui cười. Ngài khuyên khắp giới tu hành hãy diệt trừ những sự trạng tà mị, gian dối, để thật tâm thành ý tu hành mới mong gặp thầy thấy Phật. Bỏ hẳn sự giết các sanh vật cúng tế quỷ thần, vì các hạng ăn đồ cúng kiến của thế gian là tà thần ma mị. Nếu ta tin tưởng, nó sẽ ăn quen và càng theo phá hại ta mãi. Đến như trong gia đình có người từ trần, không nên rước thầy lễ thầy cúng, bày ra trống đờn chuông mõ hay nhạc lễ rình rang. Việc báo hiếu đức thầy có dạy: còn hiếu sự, do hồi còn sanh tiền và do sự tu hành, sự thành tâm cầu nguyện, chứ không phải có tiền rước người khác cầu nguyện mà đạt được hiếu thuận nhân nghĩa. Chỉ vọng bàn giữa nhà hay giữa trời cầu nguyện rồi im lặng đi chôn. Còn việc tế thần hoặc làm tuần làm đám, không nên sát sanh hại vật hay đem thịt sống lên bàn thờ mà cúng, vì các vật ấy người quá giảng chẳng hề dùng được. Làm thế không những vô ích mà còn gây thêm nghiệp tội cho người chết. Do đó đức thầy khuyên mọi người nên xét rõ các việc nói trên, nếu thấy là giả dối và mê tín thì hãy mau cải sửa đi. Ngũ Viên Kỳ. Sách Nội Kinh Huỳnh Đế có chép: vào thời Ngũ Đế có ba ông Ngũ Tử, Hiên Viên và Kỳ Bá, đem hết trí năng nghiên cứu các thứ bệnh và thí nghiệm những loại thảo mộc, tìm ra dược phẩm trị bệnh cứu dân. Lòng các ngài chẳng hề mong cầu lợi lạc. Đức thầy nhắc chuyện này để chỉ cho sự giúp đời bất vụ lợi của những bậc đầy lòng vị tha bác ái, và cũng khuyên mọi người noi gương từ thiện nói trên. Mục Liên Cứu Mẹ.
Mục Kiền Liên vốn là một trong thập đệ tử của Phật Thích Ca. Ngài là bậc thần thông đệ nhất. Khi chứng quả A-la-hán, Ngài dùng thiên nhãn nhìn thấy mẹ là bà Thanh Đề đang bị đọa tại ngục A Tỳ, chịu sự hình phạt đói khổ thảm thiết, nên dùng thần thông đem bát cơm đến dâng cho mẹ dùng. Nhưng khi vừa bưng lên, bỗng bát cơm hóa ra lửa bốc cháy. Bà ăn không được, nên rất hối hận tội lỗi của mình. Mục Liên trở về cầu Phật giúp cho phương cách cứu mẹ. Thấy lòng hiếu thảo của Mục Kiền Liên, Phật động từ tâm dạy ông thiết lễ Du Lan Bồn, để nhờ sự hồi hướng công đức của các thánh tăng cộng với sự sám hối của bà và oai lực của Đức Phật gia hộ, nên Ngài Mục Liên cứu được mẹ ra khỏi ngục A Tỳ. Làm tuần là lễ cầu siêu và cúng người chết, mỗi tuần 7 ngày một thất, hoặc 21 ngày 3 thất, hay 49 ngày 7 thất, 100 ngày gọi là bá nhật, rồi giáp năm hoặc giáp 2 năm, mãn tang hay mãn khó. Tế lễ bò heo. Từ trước những gia đình giàu sang, trong nhà có người chết, họ liệm vô quan tài, quàn lại đó rồi giết bò heo cúng tế cả tuần mới đem chôn. Điều này xét ra rất sai lầm, bởi làm thế người chết đâu có ăn được, lại còn mang thêm nghiệp tội. Xưa kia có một trưởng giả rất giàu có, thâm tín Tam Bảo, thường làm nhân bố thí. Sau khi mạng chung, con cháu dùng quả tán thu nhặt tro tàn đựng vào bình đặt lên bàn hương án. Chúng chuẩn bị gà heo cùng các thứ cao lương quý giá cúng kiến linh đình, rồi xúm nhau khóc kể thảm thiết. Nhờ nhân bố thí, hồn trưởng giả được sanh về cõi trời làm vị thiên đế. Ông nhìn xuống thấy con cháu dại dột, vì thương cha mẹ làm việc vô ích, muốn thức tỉnh con cháu, ông bèn hóa ra tên Mục Đồng, tay ôm bó cỏ, tay dắt trâu đến sân nhà tế lễ ấy. Đến nơi vừa cột trâu, trâu ngã ra chết. Mục Đồng lấy cỏ đút vào mồm trâu, bảo: "Ăn đi trâu, ăn đi trâu." Trâu ăn không được, nó giận dữ lấy roi đánh đập, quát tháo ầm ĩ. Mấy người con trưởng giả thấy vậy bảo: "Này chú bé kia, sao khờ khạo đến thế? Trâu đã chết làm sao ăn được nữa mà phải hoài công la hét?" Đứa bé đáp: "Trâu tôi mới chết, mồm miệng vẫn còn đây, còn có thể hy vọng hơn các người bài lễ linh đình trước bình tro tàn rồi khóc kể có không gì." Cả nhà trưởng giả nghe câu trả lời của đứa bé ngạc nhiên tỉnh ngộ, hỏi: "Ồ, thật rất thông minh, ngươi là con nhà ai và ở đâu đến đây?" Đứa bé đáp: "Ta chính là trưởng giả cha các ngươi đây, nhờ phụng sự Phật pháp mà nay ta đã sanh thiên. Thấy các ngươi không nghe lời ta lo tu hành, mãi đeo đắm tình thương quyến thuộc làm điều vô ích, lại gây thêm nghiệp sát hại, nên về đây giác tỉnh các ngươi. Nếu chẳng sớm cải hối, ta cùng các ngươi đồng dương thêm nghiệp tội không nhỏ." Nói xong, thiên đế biến lên thiên cung, con cháu đồng ăn năn tỉnh ngộ, bỏ việc sát sanh. Lúc Đức Phật còn trụ thế, Ngài thường dạy các môn đồ: "Nếu ai vì thân nhân quá giảng mà tu tập các việc phước đức, thì trong 7 phần vong nhân hưởng 1, 6 phần kia người sống tự hưởng. Trái lại, nếu vì người chết mà sát hại sanh vật cúng tế, tạo nhiều nghiệp ác, ắt vong nhân phải chịu quả lây." Ngày nay Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng giác tỉnh. Đôi lời kể lại nỗi hàn huyên, ma lớn chai to phí lắm tiền, tưởng vậy sát thân đa hạnh phúc, nào hai hồn phách lắm quan khiên. Nam mô A Di Đà Phật.